Xin chào mọi người đã quay lại với shop hoa thảo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người bóc bó hoa để tặng người thân nhân ngày 20 tháng 10. Mẫu bó hoa như thế này nha mọi người. Sẽ gấp giấy lại như thế này nha. Đây, mình đã gấp lại đây. Gấp lên. Để xéo qua xíu nha mọi người. Xéo qua như thế này nha. Mình sẽ đặt xéo nha mọi người. Đây, đặt xéo qua. Thì đặt thẳng lên thì nó sẽ không có đẹp, nó che mất. Mình sẽ đặt xéo qua như thế này. Đó. Bẻ góc này ra nha, bẻ góc này lại. Sẽ gấp theo hình cánh quạt.
thò tay vô trong mình chỉnh cái phần dưới gối này là nó sẽ không có bị nhăn nữa nha mấy bạn. Đã bớt nhăn đi nhiều rồi. Chúng ta sẽ điểm thêm cái nơ. Và đây là thành phẩm của chúng ta, hai bó hoa hồng. Màu hồng bánh bèo rất là dễ thương phải không mọi người? Bên này là mình không có để lưới kiến chấm bi. Các bạn nếu mà các bạn muốn thêm kiến chấm bi vô cũng cho nó dễ thương cũng được. Chỉ cần để phía dưới cái lớp giấy gói này là được. Mình quay buổi tối thì cho nên là hình ảnh không được đẹp lắm, cho nên mấy bạn nếu mà mấy bạn quay buổi sáng á thì hai bó hoa này phải nói là gọi là tuyệt vời.